Mở đầu sẽ là những thông tin từ giải bóng đá Đông Nam Á. Tối qua thì đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại Cúp AFF gặp Lào. Người hâm mộ thì vẫn đang đến sân cổ vũ cho đội nhà, nhưng các cổ động viên cũng ngày càng khó tính hơn. Họ không chỉ kỳ vọng vào một chiến thắng mà còn phải là một lối chơi thuyết phục. Hôm qua thì tuyển Việt Nam mới chỉ làm được một nửa là giành 3 điểm trước một đội bóng yếu. Thực hiện tới gần một nửa thay đổi so với trận đấu đầu tiên, nhưng trước một đội tuyển Lào hoàn toàn lép vế, tuyển Việt Nam phải mất gần 30 phút mới mở được tỷ số. Người ghi bàn là Minh Tuấn. Bị thua bàn nhưng Lào vẫn thi đấu co cụm chờ đợi thời cơ. Về cuối trận, tuyển Lào bắt đầu bung sức chơi không còn gì để mất. Cũng là lúc ông Mira tung vào sân những cầu thủ mang tính đột biến như Văn Quyết và Thành Lương. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng những pha đột biến của họ mang về khoảng trống tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng đội là Huy Hùng và Công Vinh lập công mang về thắng lợi 3-0 cho tuyển Việt Nam. Trước đó với việc Philippines thắng đậm Indonesia 4-0 và giành vé vào bán kết, thì ở lượt trận cuối chúng ta chỉ cần hòa Philippines là đi tiếp. Có thể vì huấn luyện viên Mira muốn giành quân cho trận đấu quyết định này nên đã thay đổi rất nhiều nhân lực trong trận gặp Lào. Sở dĩ tôi có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận đấu này bởi chúng tôi phải chơi 3 trận trong 7 ngày nên tôi cần phải thay đổi để đảm bảo thể lực cho cầu thủ. Tôi không hài lòng về hiệp 1 của trận đấu nhưng nhìn chung tôi hài lòng về tỷ số 3-0. Chiến thắng này giúp chúng tôi có nhiều cơ hội vào bán kết. Chúng tôi cũng cố gắng để giành ngôi đầu bảng.